kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay chất lượng sống của xã hội ngày càng được cải thiện. Chúng ta luôn đòi hỏi những gì tiện lợi nhất. Những đồ dùng một lần luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Mãi chạy theo sự thoải mái tiện nghi cho bản thân, chúng ta đã rất thờ ơ với môi trường. Nhưng sau cùng, con người sẽ phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Hãy để tác giả Nam Kha giúp bạn góp phần cứu lấy trái đất qua cuốn sách Sống Xanh Không Khó. Mẹ thiên nhiên chính là người cho chúng ta không khí để hít thở, cho ta nguồn nước để sinh hoạt, cho ta đất để trồng, cho ta cơn gió mát lành. Thế nhưng ngày nay khi cuộc sống ngày một hiện đại hơn, con người ngày càng đề cao sự tiện nghi lên, thì mẹ thiên nhiên phải chịu đựng rất nhiều những tồi tệ do chính chúng ta gây ra. Đã bao lần bạn sử dụng cốc nhựa một lần rồi bỏ? Đã bao lần bạn mua hàng tá quần áo về chỉ vì sở thích của bản thân, sau đó thì quăng ở đó không mặc chưa? Rất nhiều người trong chúng ta thường thỏa mãn đam mê mua sắm của mình, chứ không hề quan tâm mình có dùng đến nó hay không. Và cũng vì nhu cầu của con người thế, nên các doanh nghiệp cũng bắt đầu sản xuất ồ ạt, dẫn đến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để bảo vệ môi trường, trước hết chúng ta cần phải hạn chế rác thải ra môi trường bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như rác thải khó phân hủy là bao bì ni lông và đồ nhựa. Chúng ta có thể sử dụng túi vải thay vì bao bì ni lông. Hãy thay đổi từ những hành động nhỏ. Hay đơn giản, khi dùng đồ nhựa, bạn có thể mang nó đến nơi có thể tái chế để góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Và hãy mua sắm khi bạn thực sự cần thiết, đừng sử dụng nguồn tài nguyên một cách lãng phí nữa. Đây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn giúp cho bạn tiết kiệm được rất nhiều khoản chi phí không chính đáng. Cuốn sách Sống Xanh Không Khó sẽ đập tan những biện hộ của bạn khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến môi trường. Những sự thay đổi để sống xanh như mang theo những đồ dùng cá nhân để tránh việc dùng những đồ nhựa một lần. Cuộc sống giảm thiểu túi ni lông. Nghe có vẻ rất khó để thay đổi, nhưng đây là việc làm nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm để cứu lấy trái đất. Đừng chọn cách sống thoải mái bằng việc tiêu dùng quá mức, sử dụng quá nhiều đồ nhựa, túi ni lông. Có thể điều đó mang lại sự tiện lợi cho bạn, nhưng lại là nỗi đau của thiên nhiên. Hãy đọc cuốn sách này để thay đổi và sống có trách nhiệm hơn với môi trường. Những vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ánh sáng là những vấn đề mà môi trường đang gặp phải. Nó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng sống của chúng ta. Những số liệu thống kê đã được tác giả liệt kê rất cụ thể. Những con số biết nói báo động rằng chúng ta phải hành động, phải thay đổi để bảo vệ lấy trái đất này. Bởi sau cùng chúng ta sẽ từ thủ phạm trở thành nạn nhân của chính mình vì hành động tàn phá môi trường sống. Như tình trạng ô nhiễm đất ở vùng nông thôn khiến người nông dân không thể trồng trọt cây trái gì, dẫn đến nguồn lương thực cung thấp hơn cầu vì giá cả tăng cao. Rác xả xuống biển theo từng cơn sóng cuốn trôi ra đại dương. Và với các loại cá thì túi ni lông xanh xanh đỏ đỏ, vỏ hộp sữa, ống hút trông ngon như một bữa tiệc thịnh soạn. Những loại thức ăn này khi nuốt vào không thể tiêu biến theo sự co bóp của dạ dày mà còn nằm hoài trong bụng của chúng. Rồi chúng ta đánh bắt cá, đưa lên bàn ăn. Những hạt vi nhựa cũng vì đó mà quay trở lại, trôi vào dạ dày của bất kỳ ai. Đúng là nhựa không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, mà chúng chỉ tự di chuyển từ bụng của loài này sang loài khác và dẫn mọi loài đến cửa tử. Đứng trước những nguy cơ gây nguy hiểm đến sự sống là mất đi sự đa dạng của tự nhiên, những dự đoán về thế giới sẽ tràn ngập trong nhựa. Chúng ta không thể nào thờ ơ trước những vấn đề này. Việc đơn giản nhất cho hành trình sống xanh đầu tiên hãy hạn chế sử dụng túi ni lông. Có thể bạn nghĩ rằng việc mình không sử dụng túi ni lông, nhưng ở ngoài kia vẫn có hàng trăm hàng ngàn người vẫn đang sử dụng nó hàng ngày.
liệu việc làm của bạn có giúp ích gì không? Thực ra thì bạn hãy nghĩ rằng mỗi một ngày chúng ta đều hạn chế từ 1 đến 2 chiếc túi ni lông. Nó sẽ trở thành thói quen và sau này, mỗi lần đi chợ hay đi mua đồ, bạn đều dùng túi vải và bạn sẽ có một thành quả rất to lớn trong việc bảo vệ môi trường rồi đó. Ngày trước, khi đi chợ, thay vì lúc nào cũng cần 4 đến 5 túi ni lông, thì hiện tại bạn hãy tự sắm cho mình 2 chiếc túi vải để vào giỏ sách hoặc ba lô của mình. Những hoạt động thường ngày như đi chợ hay đi mua đồ ăn, bạn có thể bỏ nó vào túi vải hoặc hộp nhựa do chính mình tự chuẩn bị. Việc tiếp theo, bạn cũng có thể tái chế lại những món đồ cũ để giảm thiểu bớt rác thải ra môi trường. Và hãy hạn chế việc shopping những món đồ không cần thiết, ví dụ như quần áo. Hãy mua đủ số lượng bạn cần dùng, không lãng phí thức ăn. Khi đi ra tiệm mua nước uống, hãy chuẩn bị cho mình sẵn một chiếc cốc thủy tinh mang đi từ nhà để không sử dụng cốc nhựa dùng một lần, bạn nhé. Còn một điều nữa, con người đã nhận quá nhiều từ thiên nhiên. Hãy sống vì bản thân, vì môi trường và vì những thế hệ sau này. Những hành động nhỏ nếu được tích lũy qua từng ngày sẽ tạo nên thay đổi lớn. Chúng ta không thể sống nếu thiếu nhựa và túi ni lông, nhưng bạn vẫn có thể sống tiết chế khi chọn cách thay thế bằng những đồ dùng thân thiện với môi trường hay tái sử dụng chúng. Hãy hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với đồ nhựa sử dụng một lần. Những sinh vật biển sẽ có cuộc sống an toàn hơn. Đừng lãng phí giấy, cây cối sẽ cảm ơn bạn. Mọi hành động của bạn là do bạn tự quyết định, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và những thế hệ sau này. Hãy chọn lọc thông tin chính xác để đem đến ý nghĩa đích thực của việc sống xanh. Đừng sống xanh chỉ vì phong trào hay chỉ bằng hình thức. Sống xanh chỉ thực sự đạt hiệu quả khi chúng ta không làm thay đổi dòng tuần hoàn của thiên nhiên. Mỗi người chúng ta là một thành viên trong phong trào sống xanh, cùng cuốn sách nhìn nhận lại những thói quen của mình, từ đó thay đổi để có một cuộc sống xanh đúng nghĩa. Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần làm việc nghiêm túc của mình, tác giả Nam Kha đã có những phân tích, cái nhìn rất trực quan, thực tế về tình trạng môi trường sống của chúng ta hiện nay. Cắt giảm rác thải nhựa là một trong những phương pháp cấp bách nhất hiện nay cần phải thực hiện. Quy tắc 5R chính là cách để chúng ta duy trì việc sống xanh không khó. Bộ quy tắc 5R rất phổ biến trên thế giới khi nhắc đến sống xanh. Không cần thì say no. Những gì cần vẫn nên trừ bớt. Tiêu thụ món gì, tái sử dụng món đó. Bùng hết cỡ, ý tưởng tái chế. Làm mới, rác thải hữu cơ. Lối sống không rác thải. Lối sống hướng đến việc giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, nhất là các loại rác không có khả năng tái chế và khó phân hủy như nhựa hay ni lông. Có 4 cách được nhiều người áp dụng. Dùng túi vải thay cho túi ni lông. Dùng bình nước cá nhân và các loại ống hút có khả năng phân hủy như ống hút tre, ống hút gạo, ống hút cỏ, thay vì cho ly và ống nhựa dùng ở các quán nước. Dùng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế dùng một lần trong cuộc sống thường ngày. Dùng bộ dụng cụ ăn cá nhân làm từ inox thay cho muỗng nhựa dùng một lần. Trái đất đang bị hủy diệt bởi chính con người, rõ ràng không phải là một lời nói phóng đại. Đừng chỉ vì sự tiện nghi của bản thân mà cướp đi sự sống của hàng nghìn sinh vật dưới biển. Mọi hậu quả tệ nhất sẽ xảy ra nếu chúng ta không chịu thay đổi. Hãy đọc cuốn sách này để thay đổi tư duy về trách nhiệm của bạn với hành tinh xanh này. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.